trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học để nhận được sự cứu rỗi. Lời của Chúa được chép trong sách Roma đoạn 10 câu 9 câu 10. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Câu gốc suy gẫm trong Roma đoạn 10 câu 9. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Một người cần có hai điều nào để nhận được sự cứu rỗi? Nếu chỉ có một trong hai điều thì sao? Nội dung của phúc âm cứu rỗi là gì? Hiểu được sự dạy dỗ này giúp bạn điều gì khi chia sẻ niềm tin? Kính thưa quý vị, sự cứu rỗi được khởi đầu và hoàn thành bởi Đức Chúa Trời, được ban cho tội nhân bởi ân sủng của Ngài. Về phía tội nhân, cần đáp ứng ân sủng đó bằng sự tiếp nhận bởi đức tin, bao gồm hai điều: xưng ra ngoài miệng và đức tin trong lòng. Liên từ và trong câu này cho thấy không thể thiếu một trong hai. Một người tin trong lòng được nên công chính thì miệng không thể yên lặng, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Nếu chỉ có một trong hai điều thì sao? Nếu miệng tuyên xưng mà lòng không tin, Kinh Thánh cho biết một người như vậy không thực sự tin nhận Chúa Giêsu và do đó không nhận được sự cứu rỗi. Nếu lòng tin nhưng miệng không tuyên xưng, đây là một sự mâu thuẫn không thể tồn tại. Một người như vậy cũng không thực sự tin nhận Chúa Giêsu. Mục sư J.M. Boyce viết trong quyển Giải Nghĩa Thư Roma rằng: hoặc sự bí mật giết chết địa vị môn đệ, hoặc địa vị môn đồ giết chết sự bí mật. Vậy phải tin và tuyên xưng điều gì? Thứ nhất, Đức Chúa Giêsu là Chúa. Trong thư Roma, sứ đồ Phaolô dùng từ Chúa, Lord, Kyrios, 44 lần, trong đó 30 lần sử dụng cho Chúa Giêsu, 8 lần sử dụng cho Đức Chúa Cha và số còn lại sử dụng cho cả Đức Chúa Cha hoặc Chúa Giêsu được đề cập đến như là Đức Chúa Trời. Từ ngữ này được sứ đồ Phaolô sử dụng qua lại cho cả Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là bằng chứng về niềm tin của ông vào thần tính của Chúa Giêsu. Danh xưng Chúa cũng biểu thị cho quyền lực và thẩm quyền tối cao. Do đó, đức tin cứu rỗi là đức tin thừa nhận sự cai trị trọn vẹn của Chúa trên cuộc đời mình, từ tâm trí đến hành vi, đạo đức, các mối quan hệ, vân vân, được chép trong Luca đoạn 6 câu 46. Thứ hai, danh xưng Giêsu cho thấy đức tin nơi nhân tính trọn vẹn của Ngài và là đức tin nơi Ngài là đấng cứu rỗi. Thứ ba, tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại. Sự phục sinh chứng tỏ Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời được chép trong Roma đoạn 1 câu 4. Sự đắc thắng của Ngài trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 8 và chứng tỏ Đức Chúa Trời chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu được chép trong Công Vụ đoạn 13 câu 32 đến câu 34 và Roma đoạn 4 câu 25. Như vậy, chúng ta chỉ có thể nhận được món quà cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho qua đức tin nơi Chúa Giêsu, bởi tin trong lòng và miệng tuyên xưng Ngài ra. Hiểu điều này giúp chúng ta hướng dẫn người khác tin
và tuyên xưng đức tin để nhận được sự cứu rỗi. Bạn có hết lòng chia sẻ món quà cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho bạn chưa? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thương xót bày tỏ Ngài cho chính chúng con và cứu chúng con, nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết đến Ngài. Xin Chúa dùng chúng con để đem phúc âm đến cho họ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.